chào quý khán giả và bà con nông dân. Thưa quý vị, làm thế nào để phòng ngừa lem lép hạt giai đoạn lúa trổ chín là nội dung được đề cập trong tiết mục Syngenta thông tin nông nghiệp kỳ này. Mở đầu như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo sâu bệnh. Mời quý khán giả và bà con cùng theo dõi. Tình hình sinh vật gây hại tuần qua ở các tỉnh thành phía Nam có những điểm đáng lưu ý như sau. Trên cây lúa, bệnh đạo ôn lá, toàn vùng có hơn 19.000 hecta lúa bị nhiễm bệnh, giảm hơn 2.042 hecta so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10 tới 15%, phân bố ở các tỉnh như Long An, Kiên Giang, Bạc Liêu, An Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng. Bệnh đạo ôn cổ bông, toàn vùng có hơn 3.200 hecta nhiễm bệnh, tăng hơn 2.300 hecta so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh từ 5 tới 8%. Bệnh lem lép hạt, toàn vùng có gần 6.200 hecta lúa bị nhiễm bệnh, tăng hơn 3.300 hecta so với tuần trước, với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 tới 15%. Diện tích nhiễm rề nâu gần 6.500 hecta, tăng hơn 1.500 hecta so với tuần trước. Một số rề nâu trên đồng phổ biến từ 750 tới 1.500 con trên 1 mét vuông. Các tỉnh có diện tích nhiễm rề nâu như An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang. Diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ toàn vùng có hơn 7.700 hecta, giảm hơn 200 hecta so với tuần trước. Một số sâu phổ biến từ 10 tới 25 con trên 1 mét vuông. Dự báo sinh vật gây hại và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ. Trên cây lúa, rề nâu ngoài đồng phổ biến tuổi 3 tới tuổi 5 xuất hiện phổ biến với mật số 750 đến 2.000 con trên 1 mét vuông. Trên trà lúa giai đoạn để nhánh tơi rổ, chú ý thăm đồng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy trên đồng để có biện pháp quản lý hiệu quả đối tượng này. Cần chú ý bệnh đạo ôn, bạc lá vi khuẩn, bệnh lem lép hạt trên lúa giai đoạn để nhánh tơi đồng rổ. Ở những ruộng trồng giống nhiễm, gieo sợi dày, bón thừa phân đạm hoặc đã nhiễm đạo ôn lá nên chủ động phun ngừa để hạn chế bệnh phát triển lây lan. Tiến hành phun hai lần khi lúa trổ lác đác và phun lại lần hai khi lúa trổ đều. Áp dụng nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc. Quý khán giả và bà con nông dân đang theo dõi tiết mục Syngenta thông tin nông nghiệp. Thưa quý vị, có nhiều nguyên nhân gây nên lem lép hạt lúa ở giai đoạn trổ chín làm thất thu năng suất. Để phòng ngừa hiện tượng này, cán bộ kỹ thuật của công ty Syngenta Việt Nam đã có những lưu ý như sau. Mời bà con nông dân và quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa bà con, thì hiện nay trên đồng ruộng của chúng ta đang vào cái giai đoạn mà lúa nó trổ đến chín. Đây là cái giai đoạn mà thật sự bà con chúng ta cũng rất là quan tâm về cái giải pháp làm sao để quản lý cái lem lép hạt thật là tốt. Đặc biệt là cái vụ đông xuân này là cái năng suất cao nhất, và hiện nay thì bà con chúng ta thấy là cái điều kiện mà sương mù nhiều, rồi sáng thì nắng gắt, rồi tối thì có sương mù và trời se lạnh. Đây là cái điều kiện mà cái bệnh đạo ôn và cái lem lép hạt tấn công trên cây lúa của chúng ta rất là mạnh. Và nếu như mà đạo ôn và lem lép hạt nó tấn công thì nó làm giảm cái năng suất trên đồng ruộng của mình. Và chẳng những vậy, thương lái họ thấy cái ruộng mà bị đạo ôn hay là lem lép hạt thì họ cũng không thích mua, tại vì nó sẽ không có xay chà đặng gạo được. Nên là bà con mình cần phải quản lý cái ruộng của mình làm sao phải sạch bệnh để đạt được cái năng suất tốt nhất, và thương lái họ thích mua hơn, vì khi mà cái năng suất nó đạt tốt thì cái hạt gạo nó no tròn thì họ sẽ xay chà đặng gạo hơn. Về phía Syngenta có một cái giải pháp ở cái giai đoạn mà lúa chúng ta ở cái cử trổ đều, chúng ta có thể sử dụng cái giải pháp là Anvin cộng với là cái Philia để chúng ta quản lý vừa trừ cái lem lép hạt, đốm vàng, vàng lá, và chúng ta trừ luôn cả cái đạo ôn cổ bông. Thì đối với cái sản phẩm Anvin, bà con chúng ta có thể phun kể cả từ giai đoạn mà lúa làm đồng cho đến lúa giai đoạn trước trổ và sau trổ đều đạt được hiệu quả rất là cao. Tôi kinh nghiệm là sau khi mà xả lúa bắt đầu từ 40 ngày trở về sau thì tôi xài cái thằng Anvin, với lại xịt nó thì cái cây lúa của nó màu xanh, nó bóng, mướt, đẹp. Rồi sau đó bắt đầu là tới giai đoạn mà nó chỗ đều á, thì tôi cũng xài cái thằng Anvin cộng với thằng Philia, tại vì thằng Philia giúp cho cái cây lúa của nó là đứng lá, cây lúa nó được con cái là nó không có lá chân, nó là rất đẹp. Với cái liều lượng là 1 lít Anvin trên 1 hecta và chúng ta cộng với 0,5 lít Philia trên 1 hecta thì chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả tốt hơn trong cái việc phòng trừ 4 cái bệnh đạo ôn, đốm vàng, vàng lá và lem lép hạt. Đẹp. Rồi so sánh đó thì dòm thấy cái cây lúa thì cái màu xanh nó là bền bỉ, cái độ xanh nó là rất đẹp, mà bộ lá nó đứng trong đó nó có kèm Philia là rất rất tuyệt hảo luôn.
có thể phun trong cái điều kiện là sử dụng bình tai, bình máy hay là áp dụng cả công nghệ máy bay không người lái đều đạt được hiệu quả rất là cao. Đặc biệt là trong cái điều kiện vụ đông xuân này thì ở cái giai đoạn mà cuối bông cái, tức là còn đâu đó khoảng hơn 2 tuần trước khi thu hoạch, bà con chúng ta thường hay sử dụng cái sản phẩm Anvin để chúng ta phun lên giúp cho cái hạt lúa nó vào cậy chắc hơn và cái hạt no mẩy hơn. Đó cũng là một cái kinh nghiệm mà nhiều bà con chúng ta đã sử dụng và cho cái hiệu quả rất là cao. Chúng tôi cũng hy vọng rằng qua cái giải pháp Anvin cộng với Filia sẽ giúp cho bà con chúng ta quản lý được đồng ruộng được tốt hơn.